Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn cứu người mẹ bị bệnh ung thư bằng mọi giá của cô gái 21 tuổi. Bác sĩ nam NQC, công tác tại khoa y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã lừa dối. Cụ thể là thông tin không đúng sự thật về tình trạng bệnh và phương án điều trị cho mẹ của cô gái nhằm dụ dỗ, đòi hỏi quan hệ tình dục, thỏa mãn dục vọng cá nhân. Câu chuyện này đang khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và phẫn nộ vì đạo đức hành nghề của bác sĩ này. Điều đáng nói ở đây là sau khi có hành vi xâm hại tình dục cô gái, bác sĩ này lại đưa cho cô thuốc giả, khiến cho tình trạng bệnh của mẹ cô gái ngày càng trở nặng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được đối với một bác sĩ gánh trên vai trọng trách cứu chữa cho bệnh nhân. Sự việc này cũng đã khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao cô gái không nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ khác mà lại đồng ý với lời dụ dỗ của bác sĩ nói trên. Để nhìn lại toàn cảnh vụ việc này diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại trong phần tổng hợp dưới đây của chúng tôi. Nạn nhân trong câu chuyện này có tên viết tắt là NTKT, hiện đang là sinh viên năm 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình hiện chỉ có cô cùng với người mẹ 55 tuổi mắc bệnh ung thư là bà NTT. Theo trình bày của KT, từ năm 2020, mẹ cô phát hiện ung thư tuyến giáp và đã được phẫu thuật tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đến tháng 3 năm 2023, tình trạng sức khỏe của bà gặp nhiều biến chứng khó thở, sau đó liên tục được chuyển vào điều trị tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã đến điều trị tại nhiều bệnh viện, nhưng bệnh ung thư ngày một tiến triển. Mẹ cô được chỉ định xạ trị ngoài, sau 10 tia, sức khỏe quá yếu đành phải tạm dừng. Trong suốt quá trình điều trị ung thư, KT cho biết có quen biết với một bác sĩ có tên viết tắt là NQC, làm việc tại khoa y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. T cho biết bác sĩ C là người từng hỗ trợ tư vấn và điều trị bệnh cho mẹ của mình. Vì quá lo lắng cho bệnh tình của mẹ, KT từng chủ động nhắn tin và được bác sĩ C hướng dẫn mang hồ sơ bệnh án của mẹ đến một địa chỉ là nhà thuốc ở trụ sở công ty dịch vụ y tế trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình cho bác sĩ C xem để được hướng dẫn điều trị. Ngày 15 tháng 4, T đến địa chỉ này gặp bác sĩ C. Sau khi xem hồ sơ, bác sĩ C nói trường hợp của mẹ cô đã hết cách điều trị, chỉ còn một cách là uống một loại thuốc được gọi là nhắm trúng đích, và chỉ có uống loại thuốc này mới có thể kéo dài thời gian sống. Chị T cho biết, chị đã lên mạng tìm thuốc theo hoạt chất được bác sĩ cung cấp và phát hiện có nhiều nơi giao bán loại thuốc này với nhiều tên thuốc khác nhau. Tuy nhiên khi hỏi ý kiến bạn bè, cô được biết thuốc này phải có sự kê toa, chỉ định của bác sĩ mới được phép sử dụng. Ngoài ra cũng theo cô gái, thời điểm trên tại các bệnh viện mà cô đưa mẹ đi khám trước đó đều nói phải đưa bệnh nhân vào bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Do đó cô quyết định chọn nghe theo hướng dẫn của bác sĩ C. T cho biết, hộp thuốc mà bác sĩ C nhắc đến có giá 14 triệu đồng. Trước thông tin về loại thuốc mà bác sĩ C tư vấn để chữa bệnh cho mẹ của mình, T đồng ý mua thuốc với giá 14 triệu, nhưng bác sĩ C ngỏ ý không cần trả tiền, rồi lao vào ôm lấy cô gái. T cho biết, lúc đó cô đã phản kháng đẩy ông bác sĩ ra và đi về. Một ngày sau, bác sĩ C tiếp tục nhắn tin cho KT, nói mẹ cô bệnh nặng, tiên lượng tính bằng tháng. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ, tối ngày 18 tháng 4, T một lần nữa quay lại địa chỉ trước đó để gặp bác sĩ C lấy thuốc. Thời điểm cô đến, trong phòng chỉ có cô và bác sĩ C. Ông C nói, chỉ cần em làm cho anh vui, rồi anh sẽ đưa thuốc. Theo lời của chị T, ngay sau đó bác sĩ C lao vào, ôm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T. Chị T cho biết, bố chị mất vào năm 2017, hiện giờ chỉ còn mẹ. Cũng chỉ vì muốn có thuốc cho mẹ điều trị nên chị đã không kịp phản kháng, buộc để ông C thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện hành vi của mình, bác sĩ C đã đưa cho chị T lọ thuốc. Chị cho biết, lúc bác sĩ C đưa thuốc, chị mới biết thuốc có tên chính xác là Lanvaxen 10. Thế nhưng sau khi mẹ chị T uống được 15 ngày, thì xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đàm, khó thở và phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, ông C vẫn trấn an chị T rằng đó chỉ là biểu hiện của xung huyết mạch máu. Ngay sau đó, chị T mang lọ thuốc bác sĩ C đưa cho chị đến cho một bác sĩ ở bệnh viện khác kiểm tra. Theo chị T, sau khi kiểm tra loại thuốc này, bác sĩ cho biết, đáng lý bệnh nhân phải nhập bệnh viện Ung bướu để hội chẩn, xem tình trạng bệnh có bị kháng iốt phóng xạ không. Nếu kháng iốt phóng xạ mới dùng đến loại thuốc này. Thuốc này ở các bệnh viện cũng có, nhưng lọ thuốc mà bác sĩ C đưa cho chị T lại là thuốc giả. Quá bức xúc trước hành vi lừa gạt, xâm hại tình dục của bác sĩ C,
chị T đã đăng bài viết ẩn danh lên diễn đàn bác sĩ trẻ Việt Nam. Tố bác sĩ có tên NQC tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh có hành vi dụ dỗ con gái của bệnh nhân ung thư, sau đó xâm hại tình dục. Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi từ phía cộng đồng mạng, tuy nhiên bài viết đã bị xóa ngay sau đó. Chị T cho hay, bác sĩ C đã liên hệ xin lỗi và nhờ chị xóa bài. Chị đã gửi cho luật sư bảo vệ quyền lợi clip chứng minh việc xin lỗi này, đồng thời chia sẻ. Bác sĩ C đã lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn cứu mẹ bằng mọi giá, lợi dụng tình trạng quẫn bách của tôi để thông tin không đúng sự thật về tình trạng bệnh và phương án điều trị cho mẹ của tôi. Sau đó đòi quan hệ tình dục, thỏa mãn dục vọng, đó là hành vi vi phạm y đức và pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các bác sĩ chân chính. Ngay sau khi nhận phản ánh về bài đăng ẩn danh liên quan đến nhân viên của bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu đã mời bác sĩ NQC lên làm việc. Người này cho biết không có hành vi xâm hại hay sai phạm nào. Ban Giám đốc Bệnh viện đã nhắc nhở toàn bộ nhân viên y tế cần chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người nhà, người bệnh. Ngày 5 tháng 7, chị KT làm đơn gửi Thanh tra Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan báo chí đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh của bác sĩ NQC. Tuy nhiên, chị không nhận được phản hồi. Ngày 9 tháng 8, chị KT tiếp tục gửi đơn đề nghị giải quyết lần 2 đến các cơ quan trên. Đến ngày 24 tháng 8, vụ việc được phản ánh trên các phương tiện báo chí truyền thông. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong ngành y tế. Bác sĩ NQC bị tạm ngừng công tác chuyên môn để tập trung giải trình, làm rõ sự việc. Trong khi đó làm việc với Thanh tra Sở Y tế, bác sĩ NQC tiếp tục không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà riêng. Đến ngày 25 tháng 8, Thanh tra Sở Y tế và Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với bác sĩ NQC và Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 26 tháng 8, Công an quận Bình Tân, nơi chị T cư trú, đã mời chị T lên làm việc. Chị T chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, suốt mấy tháng trời chị như bị trầm cảm vì áp lực. Cùng ngày, Công an quận Tân Bình, nơi xảy ra sự việc, cũng mời chị T lên làm việc. Tuy nhiên, do bận chăm sóc mẹ, chị T chưa lên làm việc được. Thưa quý vị, khi bệnh nhân cần bác sĩ nhất, bác sĩ lại lấy mạng người ra để đổi trác, thỏa mãn dục vọng cá nhân. Đây là hành vi không thể chấp nhận được đối với một bác sĩ, chưa bàn đến việc người bị hại là cô gái, có đầy đủ bằng chứng để đòi lại công lý đến cùng hay không. Nhưng rõ ràng pháp luật sẽ phải có hình thức xử phạt và răn đe nghiêm khắc để làm rõ hành vi vi phạm đạo đức cũng như là pháp luật của bác sĩ này. Thì chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để lắng nghe đánh giá của luật sư về vụ việc này. Xin mời chúng quay kết nối ạ. Thưa luật sư, liên quan đến vụ việc một bác sĩ bị tố cáo vì đòi vui vẻ và có hành vi xâm hại tình dục người nhà bệnh nhân rồi mới cho thuốc chữa bệnh. Dưới góc nhìn pháp lý thì luật sư có đánh giá như thế nào về vụ việc này ạ? Dưới góc độ pháp lý thì đây là một vụ việc tố cáo, tố giác tội phạm, nội dung có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, liên quan đến đạo đức, y đức và ý thức chấp hành pháp luật của bác sĩ của một cơ sở y tế. Chính vì vậy, với cái thông tin sự việc như vậy thì Thanh tra Y tế và cơ quan điều tra có thể vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để có căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật. Với cái nội dung bước đầu như vậy thì bác sĩ này cũng thừa nhận là có bệnh nhân như vậy và cũng đã tiếp xúc với bệnh nhân, tuy nhiên là tiếp xúc với người nhà bệnh nhân, tuy nhiên là phủ nhận cái việc là ép buộc quan hệ tình dục. Chính vì vậy là thông tin của các bên thì đang rất là khác nhau. Một bên có nội dung tố cáo bác sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về khám chữa bệnh, còn bác sĩ thì chưa thừa nhận sự việc này. Thì vấn đề này thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, xác minh để xác định xem là nội dung của việc tố cáo có thật hay không. Và quá trình khám chữa bệnh như vậy thì bác sĩ này có thực hiện hành vi nào vi phạm quy định quy trình về khám chữa bệnh, vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như là có hành vi vi phạm pháp luật hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa luật sư, với đơn tố cáo của cô gái thì sẽ có những trường hợp nào xảy ra với bác sĩ này ạ? Theo nội dung mà cô gái này đã tố cáo bác sĩ lên mạng xã hội cũng như là thông tin tố cáo gửi đến cơ quan chức năng và những cái nội dung thông tin trên cơ quan truyền thông thì cho thấy rằng là
nạn nhân là cô gái này đang xác định là mình bị cưỡng dâm, bị bác sĩ này xâm hại tình dục. Chính vì vậy là đây là một sự việc nghiêm trọng. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành thụ lý tin báo để tiến hành xác minh xem là cái nội dung tố cáo là có căn cứ hay không, và cái chứng cứ để chứng minh là có hành vi xâm hại tình dục hay không, có nếu xâm hại thì mức độ xâm hại như thế nào, cũng như là hành vi diễn biến như thế nào để giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi tiếp nhận thông tin này thì cơ quan điều tra có thể sẽ ra quyết định thụ lý tin báo, phân công điều tra viên tiến hành lấy lời khai của các bên, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường và xem xét các dấu vết trên cơ thể, đồng thời sẽ tiến hành trưng cầu giám định pháp y tình dục đối với nạn nhân để xác định là có cái dấu vết bị xâm hại tình dục hay không, và có thu được những cái tinh dịch hoặc là gen ở trong bộ phận sinh dục của nạn nhân hay không. Đồng thời là yêu cầu là người bị tố cáo phải giải trình về nội dung tố cáo, và người tố cáo sẽ có những cái tường trình mô tả rõ cái diễn biến sự việc, đặc biệt là diễn biến của hành vi đe dọa ép buộc thực hiện hành vi quan hệ tình dục, và thứ hai nữa là diễn biến của quá trình thực hiện hành vi quan hệ tình dục, và quan trọng nhất là cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng minh là đã có hành vi quan hệ tình dục xảy ra, và hành vi quan hệ tình dục này là trái ý muốn. Nếu chứng minh được hai yếu tố đó thì sẽ khởi tố vụ án hình sự. Còn trường hợp mà không chứng minh được là đã có hành vi quan hệ tình dục, hoặc là chứng minh là có hành vi quan hệ tình dục nhưng không chứng minh được trái ý muốn thì sẽ không có căn cứ để xử lý hình sự. Vậy bác sĩ này sẽ phải đối diện với những mức xử phạt như thế nào thưa luật sư? Cơ quan điều tra sẽ thụ lý tin báo và tiến hành xác minh, làm rõ nội dung tố cáo để giải quyết theo quy định của pháp luật. Với kết quả là lời khai của các bên, dấu vết để lại trên hiện trường, dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, và đặc biệt là căn cứ vào kết quả giám định pháp y tình dục đối với nạn nhân, thì cơ quan điều tra sẽ quyết định là có khởi tố vụ án hình sự hay là không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp mà kết quả xác minh cho thấy rằng là đã có hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, kết quả xác minh cho thấy rằng là đã có hành vi lợi dụng tình trạng quẫn bách, tình trạng phụ thuộc của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân, thì bác sĩ này sẽ bị xử lý hình sự về tội cưỡng dâm theo quy định tại điều 143 của Bộ luật hình sự năm 2015, với chế tài là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp mà hành vi được xác định là làm cho nạn nhân có thai, hoặc là gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tổn thương về sức khỏe, về tâm lý từ 31% trở lên, thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Hiện nay thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh tin báo, làm rõ hành vi, làm rõ diễn biến tâm lý và xác định hậu quả đã gây ra, để xem xét có khởi tố vụ án hình sự, có xử lý hình sự đối với bác sĩ này về tội cưỡng dâm hay không, đồng thời sẽ xem xét là hành vi có vi phạm kỷ luật hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ luật sư. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc này, phía cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.